soi MTGA 2019 tại Việt Nam, giá từ 499 triệu đồng. Như đã đưa tin trước đó, hãng xe Nhật Bản đã có kế hoạch đưa mẫu xe Suzuki MTGA 2019 về Việt Nam để cạnh tranh cùng Mitsubishi Xpander ở phân khúc MPV giá rẻ. Mới đây, hình ảnh lô xe Suzuki MTGA 2019 nhập khẩu cũng đã xuất hiện tại cảng hải quan Việt Nam, ám chỉ ngày ra mắt của mẫu ô tô này không còn xa. Theo thông tin từ phía đại lý, MTGA 2019 có thể sẽ được ra mắt Việt Nam trong tháng 5 tới. Quay trở lại Việt Nam sau gần một năm bị ngừng phân phối vì chính sách mới, xe vẫn tiếp tục được nhập khẩu từ Indo. Đáng chú ý, mẫu MPV giá rẻ Suzuki MTGA 2019 có thiết kế hiện đại, trẻ trung và bắt mắt hơn trước nhiều, đi cùng nhiều trang bị hiện đại hơn. Suzuki MTGA 2019 mới sở hữu vẻ ngoài cứng cáp, góc cạnh hơn nhờ nền tảng khung gầm mới mang tên Hertech, đầu xe khỏe khoắn hơn với lưới tản nhiệt mới và cụm đèn pha tạo hình sắc nét. Thân xe cũng có một số đường gân tạo điểm nhấn, thiết kế la răng đẹp mắt hơn và đặc biệt phần kính ở thân xe kéo dài xuống phần đuôi tạo cảm giác mạnh mẽ hơn. Bên trong nội thất của xe, bảng táp lô được thiết kế với các đường kẻ ngang và hệ thống giải trí thông tin nổi. Vô lăng 3 chấu kế thừa từ mẫu Switch mới, hai ghế trước được thiết kế với hai tông màu be và nâu. Ngoài ra, các trang bị nổi bật khác như cổng sạc 12V cho ghế trước sau, đầu cắm USB, 4 loa và cảm biến lùi. Suzuki MTGA 2019 vẫn chỉ được trang bị hai túi khí và bản GX, sẽ có thêm hệ thống cân bằng điện tử ESV. Khoang hành lý này có dung tích 153 lít lớn hơn 18 lít, khi dựng hàng ghế thứ, có thể mở rộng lên 550 lít, lớn hơn 50 lít, khi gập hàng ghế thứ 3 và 803 lít, lớn hơn 68 lít, khi gập cả hàng ghế thứ 3 và thứ 2. Về khả năng vận hành, tại thị trường Indo, Suzuki MTGA 2019 được trang bị động cơ mới có dung tích 1.5 lít, giúp xe đạt được công suất tối đa 105 mã lực và moment xoắn cực đại 138 Nm. Động cơ kết hợp với các tùy chọn hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp. Bên cạnh hình ảnh lô xe tại cảng Việt Nam, một tấm ảnh chụp được cho là bảng giá của Suzuki Việt Nam áp dụng từ ngày 1 tháng 4 năm 2019, cũng có sự xuất hiện của cái tên MTGA 2019. Theo đó, mẫu MPV này sẽ có hai phiên bản là GL5MT và GLX4AT, với giá tương ứng đi 499 đến 549 triệu đồng. Hiện phía bên hãng vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin và còn nhiều nghi vấn về mức giá rẻ như trên. Tuy nhiên, ở thị trường Indonesia, giá xe Suzuki MTGA 2019 vốn đã được bán rẻ hơn so với Mitsubishi Xpander. Do đó, người dùng Việt hoàn toàn có quyền hy vọng vào mức giá vô cùng hấp dẫn cho lựa chọn mới trong phân khúc MPV cỡ nhỏ.